Danh tính người phụ nữ tự nhận là vợ không công khai của Hoài Linh, nghệ sĩ Cải Lương, có mối quan hệ thân thiết với loạt nghệ sĩ nổi tiếng vì biết. Trên trang cá nhân của mình, Hà Mi thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân thiết với các nghệ sĩ nổi tiếng. Tới ngày 18 tháng 5, mạng xã hội dậy sống trước thông tin một người phụ nữ tự nhận là vợ của nghệ sĩ Hoài Linh. Được biết, nguồn cơn của thông tin này xuất hiện từ một bài viết của một người phụ nữ tên Hà Mi. Người này cho biết mình là vợ của Hoài Linh và quyết định lên tiếng vì không muốn nam nghệ sĩ phải đau buồn cánh chịu âm thầm khi mỗi ngày anh cứ bị mọi người nói nặng. Ngay sau đó, rất nhiều người tò mò danh tính của người phụ nữ này. được biết, người này chính là nghệ sĩ cải lương Hà Mi, gọi ca sĩ Thái Châu là cậu và là một giọng ca vô cùng có tiếng tại các sân khấu miền Nam. nghệ sĩ Hà Mi sinh năm 1978 tại cà mau. Hà Mi được đánh giá là người sở hữu dòng hát trời phú, thừa hướng từ bà ngoại là nữ nghệ sĩ cải lương nổi tiếng cô Năm Cần Thơ. cô Năm Cần Thơ là một tài tử cải lương trứ danh miền Nam mà đến bây giờ nhắc tới nhiều người còn phải trầm trồ ngưỡng mộ. từ nhỏ, Hà Mi đã theo cha mẹ là hai nghệ sĩ nổi tiếng sống trong đoàn hát cải lương. năm 15 tuổi chị trẻ sang con đường ca hát với những tác phẩm mang âm hưởng dân ca nam bộ nhiều năm về trước hà mi và nam ca sĩ ngọc sơn từng là cặp song ca nhạc dân ca nổi danh khắp các sân khấu hà mi cũng từng cho ra mắt nhiều cd âm nhạc và được khán giả đón nhận đồng nhiệt. trong một chương trình bolero nghệ sĩ thái châu từng tiết lộ về quá khứ ăn chơi trác tán của cô cháu gái bản thân hà mi thừa nhận những sai lầm bồng bột của tuổi trẻ khiến chị đánh mất sự nghiệp trên trang cá nhân của mình hà mi chia sẻ nhiều hình ảnh chụp cùng các nghệ sĩ nổi tiếng với mối quan hệ vô cùng thân thiết như nghệ sĩ ngọc sơn Minh Dương, hiện tại, Hà My vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật nhỏ và thường xuyên cập nhật lên trang cá nhân. Trong thông tin mà truyền thông đăng tải từ năm 2017 thì Hà My sau khi thất bại trong tình cảm thì hiện đang sống với mẹ ruột, nghệ sĩ Cải Lương Kim Hà, con gái và cháu ngoại tròn một tuổi ở căn nhà nhỏ tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Về thông tin nghệ sĩ Hà My đăng tải tuyên bố là vợ chưa công khai của nghệ sĩ Hoài Linh hiện tại chúng tôi đang liên hệ cả hai phía để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nóng 24 giờ. Xin hãy nhấn đăng ký và theo dõi những tin tức mới nhất.